Chào mừng các em đã đến với chương trình Toán học lớp 2. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa Toán 2, một cuốn vở bài tập Toán 2 tập 1 và đằng sau bìa 4 có đính kèm phần mềm sắp điện tử iBook. iBook là phần mềm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các em cùng bước vào bài học. Mời các em cùng tìm hiểu bài luyện tập trang 22, sách giáo khoa Toán 2. Qua bài tập này, chúng ta sẽ được rèn luyện kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 8 cộng 5, 28 cộng 5, 38 cộng 25, củng cố về giải toán có lời văn và làm quen dạng toán dạng trắc nghiệm. Đầu tiên mời các bạn cùng thực hiện bài 1, tính nhẩm. Quan sát các phép tính, ở đây chúng ta có các phép tính đều có chữ số 8 hay là số 18, có đúng không nào? Các bạn đã được học bảng cộng giữa số 8 cộng với một số rồi. Vậy bài tập này chúng ta có thể thực hiện nhanh chóng như sau. 8 cộng 2 bằng 10, 8 cộng 6 bằng 14 và 18 cộng 6 bằng 24. Tương tự, chúng ta cũng tìm ra được kết quả của các phép tính còn lại. 8 cộng 3 bằng 11, 8 cộng 7 bằng 15 và 18 cộng 7 bằng 25. Cũng tính như vậy thì chúng ta cũng tìm ra được kết quả của hai cột tính còn lại. Thực hiện tính nhẩm xong ở bài tập 1 rồi, mời các bạn cùng thực hiện bài 2. Bài 2 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Ở đây chúng ta đã biết các phép tính. Vậy, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là đặt tính. Sau khi đặt tính, chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm để tìm ra được kết quả của các phép tính còn lại. Và các bạn chú ý nhé, khi đặt tính chúng ta cần đặt các số thẳng cột với nhau. Thì như thế chúng ta mới tính toán dễ dàng và chính xác được. Bài tập này rất quen thuộc với các em rồi, hãy mau chóng thực hiện và cùng so sánh với kết quả của cô ở đây. Đây là kết quả của các phép tính này. 38 cộng 15 sẽ bằng 53. 48 cộng 24 sẽ bằng 72. 68 cộng 13 bằng 81. 78 cộng 9 bằng 87. Và 58 cộng 26 bằng 84. Tính xong bài 2 rồi, mời các bạn cùng thực hiện bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Gói kẹo chăn 28 cái, gói kẹo dừa 26 cái, cả hai gói chấm chấm cái. Vậy thì dựa vào tóm tắt thì các bạn có thể nêu được đề bài toán không? Cô tin chắc rằng các bạn có thể nêu được đề bài toán. Và sau khi nêu được đề bài toán và dựa vào những gì chúng ta đã biết, các bạn có thể dễ dàng giải được bài toán này. Dựa vào từ khóa cả hai gói, chúng ta biết được sẽ thực hiện phép tính gì để giải quyết được bài toán này nào? Sẽ là phép tính cộng, có đúng không? Như vậy, bài giải như sau. Cả hai gói có số cái kẹo là 28 cộng 26 bằng 54 cái. Đáp số 54 cái kẹo. Thực hiện xong bài 3, mời các bạn cùng thực hiện bài 4. Bài 4 yêu cầu chúng ta điền số. Số đầu tiên chúng ta được biết đó là số 28. Tiếp theo là các phép toán ở trên các dấu mũi tên. Đó là cộng 9, cộng 11, cộng 25. Vậy để điền được số thích hợp vào các vị trí còn lại, chúng ta sẽ thực hiện tính như thế nào? Từ điểm xuất phát là số 28 và dấu mũi tên có chứa phép toán là cộng 9, chúng ta sẽ thực hiện tính 28 cộng 9 để có thể tìm ra được số thích hợp điền vào vị trí ô vuông này. Như vậy, các bạn hãy tính nhẩm và cho cô biết 28 cộng 9 bằng bao nhiêu. Còn đây là kết quả của cô. Cô sẽ điền số 37 vào vị trí này. Và
để tìm được số tiếp theo. Chúng ta sẽ lấy số chúng ta vừa tìm được là số 37 cộng với 11 thì số phù hợp để điền vào vị trí này sẽ là 48. Thực hiện tương tự như những gì cô vừa hướng dẫn, các bạn có thể tìm ra được kết quả của vị trí còn lại, đó chính là số 73. Các bạn cần tính thật cẩn thận và thật chính xác để có thể điền được số đúng nhất vào các vị trí này nhé. Xong bài tập 4, mời các bạn cùng thực hiện bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Ở đây chúng ta có phép toán là 28 cộng 4 bằng A. 68, B. 22, C. 32 và D. 24. Vậy thì đáp án nào là đáp án chính xác cho kết quả của phép tính này? Để lựa chọn kết quả chính xác cho phép tính, các bạn cần thực hiện tính. Vậy 28 cộng 4 bằng bao nhiêu? Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này vì những kiến thức này chúng ta đã được học. Các em hãy đặt tính 28 cộng 4. Sau đó chúng ta thực hiện tính nhẩm để tìm ra được kết quả của phép tính này. Và sau khi thực hiện tính, chúng ta có thể tìm ra được kết quả của phép tính này, đó chính là bằng 32. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng là chữ C. Đây là dạng bài toán có trắc nghiệm các bạn sẽ được gặp nhiều hơn ở những bài sau này nữa. Hãy hiểu rõ cách thực hiện những bài tập này nhé. Mời các em cùng mở phần mềm iCBook vừa bài tập toán 2 tập 1 để cùng luyện tập thực hành bài 21 luyện tập. Trong bài này chúng ta có 5 bài tập nhỏ. Đầu tiên hãy cùng thực hiện bài 1. 1. Tính nhẩm. Mời các bạn nhấn vào nút học sinh làm bài. 8 cộng 7 bằng bao nhiêu? Chúng ta đã được học rồi và dễ dàng tính nhẩm ra được 8 cộng 7 bằng 15, có đúng không nào? Hãy cùng kiểm tra xem tự mình đã làm bài đúng chưa? Cô đã làm đúng rồi, còn các bạn thì sao? Cô tin chắc là các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy cùng nhấn vào nút tiếp tục để làm những phép tính còn lại. Hoàn thành xong bài 1, hãy cùng cô thực hiện bài 2. 2. Đặt tính rồi tính. Để làm bài, mời các em nhấn vào nút học sinh làm bài. Đầu tiên chúng ta cần phải đặt tính rồi mới thực hiện tính để tìm ra kết quả. Phép tính 18 cộng 35 thì chúng ta sẽ viết số 18 vào ô trống này. Sau đó viết số 35 thẳng cùng với số 18 và viết số cộng ở giữa hai số vào ô trống lật về phía bên trái ở đây. Đặt tính xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm để tìm ra được kết quả. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 3 bằng 4, nhớ 1 nữa là bằng 5. Vậy kết quả bằng 53. Thực hiện tương tự như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành xong những phép tính còn lại. Làm xong rồi, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa nhé. Nếu chưa đúng, có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Xong bài tập 2, mời các bạn cùng thực hiện bài 3. 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Chúng ta có tóm tắt như sau. Tấm vải xanh dài 48 dm, tấm vải đỏ dài 35 dm, cả hai tấm vải dài ...dm. Như vậy thì chúng ta đã biết được vải xanh dài bao nhiêu, vải đỏ dài bao nhiêu, và đề bài toán hỏi rằng cả hai tấm vải dài bao nhiêu dm. Dựa vào từ khóa cả hai tấm vải, các em đã suy nghĩ ra mình cần phải thực hiện phép tính gì để giải quyết được bài toán này chưa? Mời các em nhớ vào nút học sinh làm bài để cùng thực hiện nhé. Nhớ chụp vào đây để làm bài. Làm bài xong, nhớ viết đáp số vào ô trống này và kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện đúng và rất tốt bài tập này. Xong bài 3, mời các bạn cùng thực hiện bài 4. 4. Số. Hãy nhớ vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài 4. Để điền được số thích hợp vào ô vuông này, chúng ta cần quan sát. Đầu tiên, chúng ta đã biết được số bắt đầu là số 18. 18 cộng với 5 bằng bao nhiêu? Mau chóng tính để điền kết quả thích hợp vào ô trống này nào. Chúng ta sẽ điền được số 18 cộng 5 là bằng 23, có đúng không nào?
Và các bạn chú ý nhé, để tìm được số thích hợp điền vào ô trống tiếp theo, các bạn cần phải lấy kết quả ở vị trí chúng ta vừa tìm được và thực hiện phép tính ở trên dấu mũi tên. Thực hiện tương tự như vậy, các bạn sẽ hoàn thành xong được những số chúng ta cần điền. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Xong bài tập 4 rồi, mời các em cùng thực hiện bài 5. 5. Chọn vào chữ đặt trước kết quả đúng. Để chọn được kết quả đúng thì chúng ta cần tính xem thử kết quả của phép tính này là bao nhiêu. 28 cộng 4 bằng bao nhiêu nhỉ? Cô tin chắc rằng các bạn đã có thể tìm ra được kết quả phù hợp và chọn được đáp án chính xác cho bài tập này rồi. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện bài tập này nhé. Sau khi tính, các em hãy lựa chọn đáp án của mình và nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Và cô tin chắc rằng tất cả các bạn đều làm đúng bài tập này. Như vậy là các em lại được học thêm những bài học bổ ích nữa rồi. Về nhà, các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCBook để học tập tốt hơn nhé. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học sau. Chào tạm biệt các em.